Xin mời cộng đoàn chúng ta an tọa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang trong tháng 5 để chúng ta dâng hoa kính Đức Mẹ qua sự sắp xếp của các em thiếu nhi cũng như là của các hội tràng hạt mà chúng ta đang tôn vinh Mẹ trong tháng 5 để chúng ta đại diện cho cộng đoàn giáo xứ dâng lên Mẹ những lời cầu nguyện cho chính chúng ta, cho gia đình và cho cộng đoàn giáo xứ của chúng ta. Vì thế chúng ta tận dụng những ngày của tháng 5 này để bày tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ. Và thưa quý của ông bà và anh chị em, vào Chủ nhật tuần sau, giáo xứ chúng ta sẽ chầu mình Thánh Chúa thay cho giáo phận. Vì thế mà ngày chầu rất là ý nghĩa và linh thiêng để chúng ta cầu nguyện cho gia đình giáo phận được ở bình an và trong ơn Thánh của Chúa. Chúc lành cho đại gia đình giáo phận của chúng ta vào Chủ nhật tuần sau. Ban sáng sớm Chủ nhật tuần sau thì chúng ta không có thánh lễ. Thay vì đó thì chúng ta có thánh lễ khai mạc giờ chầu vào lúc 10 giờ của quý cha trong giáo hạt về đồng tế, cũng như là các giáo xứ và hội đoàn được phân chia các giờ chầu luân phiên cho đến 4 giờ chiều thì chúng ta thánh lễ của thiếu nhi sẽ khép lại ngày chầu và thánh lễ tạ ơn vào ban tối của Chủ nhật tuần sau. Ở Chủ nhật này chúng ta tạ ơn Chúa về ngày chầu. Và thưa quý cụ, ông bà và anh chị em, chúng ta biết được tình trạng của ban hành giáo của hai hàng khu thì tôi đã cho triệu tập tất cả các ông bà ban hành giáo của hai hàng khu vào sáng ngày hôm qua, sau khi tôi đã gặp và lắng nghe từng ông bà một bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như là đề xuất. Vì vậy mà sau khi lắng nghe hết tất cả các tâm tư của các ông các bà trong ban hành giáo của hai hàng khu cùng với sự hiện diện của ban hành giáo nhà xứ, tôi đi đến quyết định chính thức cho ban hành giáo hai hàng khu sẽ mãn nhiệm bắt đầu từ ngày hôm qua. Và lễ mãn nhiệm sẽ vào tối Chủ nhật tuần sau, tức là tối Chủ nhật 19 tháng 5 tới đây, Chủ nhật tuần sau, là giáo xứ chúng ta chầu thì sẽ nghi thức mãn nhiệm để cho ban hành giáo. Vì vậy mà công việc của ban hành giáo của hai hàng khu sẽ trao trả lại cho ban hành giáo nhà xứ, sẽ điều hành tất cả mọi công việc của hai khu. Và công việc để nhân sự cũng như là bầu bán sẽ nhường lại cho hội đồng giáo xứ tân cựu của chúng ta sau này. Xin quý cụ, quý ông bà và anh chị em cầu nguyện cho giáo xứ chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn.